cuộc gặp gỡ. Đang cuối chừng, đang đưa người đó về nhà. Vậy thì khi anh ta tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết đúng không bác sĩ? Tao cần xác của thằng Ben. Tự nhiên đi. Lúc 19 giờ trên Only Channel. Trong khi tôi đang cố gắng giúp anh, nhưng anh lại không chịu nói ra sự thật. Có phải là anh giả vờ mất trí không? Khi ranh giới mong manh giữa hiện thực và quá khứ bị xóa nhòa, bi kịch nào sẽ đến? Đúng xem ký ức lãng quên. Phát sóng trên Only Channel lúc 19 giờ hàng ngày từ ngày 9 tháng 7.